Xin chào, Tiến Dũng kỹ sư xây dựng rất vui được gặp lại các bạn. Có bao giờ các bạn tự hỏi mái nhà của mình đang bị thấm dột và nứt vỡ, liệu có giải pháp nào để ngăn ngừa tình trạng này hay chưa? Hãy cùng tôi khám phá những giải pháp để ngăn ngừa cái tình trạng này nhé. Đầu tiên thì các bạn nên bố trí hệ thống thoát nước mái hợp lý, nên thiết kế các rãnh thoát nước và phễu hút nước để đảm bảo nước được thoát nhanh chóng, tránh tình trạng ứ động gây thấm dột. Vậy giải pháp thứ hai là gì? Giải pháp thứ hai là sử dụng chất chống thấm với khả năng phản ứng đóng rắn với xi măng rất cao, độ đàn hồi và bám dính tốt. Đây là sự lựa chọn tối ưu mà nhiều gia chủ và thợ xây tin dùng để ngăn ngừa các và xử lý các sự cố chống cố thấm ẩm do sai hỏng kết cấu mái nhà. Thông thường, các biện pháp và vật liệu chống thấm sẽ có hiệu quả trong vòng 5 đến 10 năm. Để đảm bảo ngôi nhà không bị thấm dột, bạn nên thực hiện bảo dưỡng định kỳ. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu các bạn cần hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc về xây dựng nhé.